Tối ngày hôm nay có một hành trình khai minh tâm trí, thấu hiểu bản thân. Và đây là một hành trình cực kỳ tuyệt vời để giúp cho mình thấu hiểu chính mình, và rồi mình hiểu những người khác. Mình còn không hiểu mình, đòi chồng hiểu mình còn lâu. Và rồi ngày sinh nhật chồng tặng không đúng quà thì tổn thương, bởi vì nó là không hiểu mình. Mình lúc nào mình cũng trách mọi người là không hiểu mình, không hiểu mình, không hiểu mình. Mình còn chẳng hiểu mình, nói gì đến người ta hiểu được mình. Nên là muốn tặng cái quà gì thì cứ nói toẹt ra, không cần phải thách đố nhau suy nghĩ nhiều cho mệt. Anh ơi, em muốn anh tặng em cái này ngày sinh nhật. Nói toẹt ra, thế là anh ấy cũng đỡ phải đau đầu. Mình còn chẳng hiểu mình ấy, đúng không? Mình tức, mình giận, mình còn chẳng kiểm soát được. Mình khó chịu, mình bực bội, mình còn chẳng kiểm soát được. Mình cứ bắt là mọi người phải hiểu mình. Ai mà hiểu được? Mình còn chẳng hiểu mình, họ cũng chẳng hiểu họ. Bắt hiểu, đau hết cả đầu. Muốn tặng cái gì cứ nói ra. Muốn ăn cái gì cứ nói ra. Muốn làm cái gì, muốn người ta làm cho cái gì thì cứ nói ra. Cứ nói bóng nói gió, cứ bắt phải hiểu, hiểu, hiểu. Ai mà hiểu được? Mình còn chẳng hiểu mình. Nên là tối học khai minh tâm trí, thấu hiểu bản thân. Khi hiểu bản thân mình rồi thì sẽ hiểu người khác.